ơi, hôm nay chị Yuri sẽ giới thiệu đến cho mọi người một em đầm mới về có mã số là DP187, cực kỳ xinh luôn nha. Mã đầm DP187 hôm nay em có tông màu mới cho chị yêu mình, đó là gam màu xanh đen, một tông màu mặc lên cực kỳ gọn dáng luôn nè. Có cho mọi người đây sẽ là tông màu xanh bơ, và có cho chị yêu mình đây sẽ là tông màu đỏ nữa các chị yêu nhé. Mã đầm DP187 này thì em sẽ có đầy đủ size cho chị yêu mình, từ size S cho tới size 4XL, dành cho chị yêu nào 75kg đổ về là vừa. Chất liệu vải lên cho mọi người thì sẽ là chất umi, có độ co giãn, cho nên là các chị yêu mình mặc lên cực kỳ thoải mái luôn. DP187 cho bên em sẽ là một em đầm với thiết kế cho chị yêu mình dáng cổ sơ mi khách điệu nè. Tay sẽ là dáng tay lỡ, phần cổ em có thiết kế là phối cúc ngọc trai, phối đai cho mọi người, và mặc lên cho em là không sợ bị lộ bụng luôn các chị yêu nha. Đầm DP187 với dáng váy dài qua gối thì những chị yêu nào mà đi công sở hay là đi dạo phố, đi tiệm nhẹ cho bên em cũng đều rất là xinh luôn. Hôm nay Yuri đang có một cái mức giá ưu đãi dành cho chị yêu mình, đó là em đầm này em sẽ sale cho mọi người chỉ còn 549.000 đồng một đầm thôi, miễn ship cho chị yêu mình trên toàn quốc các chị yêu nha. Cho nên nếu như mà chị yêu nào, mọi người yêu thích mã đầm em đang mặc đây, để lại cho em là DP187 và kèm cho em số điện thoại, sẽ có nhân viên gọi điện cho chị yêu mình để cho các chị yêu mình chọn size phù hợp mọi người nhé.